Video cho các em, tức là video trong túi chị Linh Nhi có gì. Lần trước thì chị Linh Nhi đóng vai là học sinh, nên là anh Công Nguyên và anh Du Hào đã mở ba lô của chị ra, thì phát hiện trong đó có tập vở nè, bánh kẹo. Nhưng lúc đó chỉ là trong vai diễn, mà lúc đó chị Linh Nhi là học sinh thôi. Thật ra thì còn ngoài đời chị Linh Nhi, trong túi chị Linh Nhi có gì thì các em biết có gì không nè. Thì bây giờ chúng chị em chúng ta cùng khám phá nha. Nhưng trước tiên thì chị Linh Nhi sẽ đặt cho các em một thử thách trong vòng 5 giây. Em hãy kéo xuống nhấn like cho video này một like. Chị Linh Nhi bắt đầu đếm nha. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Bạn nào thành công rồi thì điểm nhanh nào. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu khám phá xong là trong chiếc túi của chị Linh Nhi thường thì sẽ có những cái gì ở trong đó nha. Đây là chiếc túi mà chị Linh Nhi hay đi chơi cũng mang theo nè, hay đi tiệc cũng mang theo. Đây là chiếc túi mà chị Linh Nhi thích nhất luôn á, tại vì nó có một cái màu hồng rất là dễ thương. Đây là chiếc túi mà chị Linh Nhi mua ở Juno. Juno là một cái cơ sở mà vừa bán túi vừa bán giày rất là đẹp luôn, mà giá tiền cũng rất là rẻ, không có nói mà gọi là quá cao, nhưng mà đặc biệt là sản phẩm đó bảo hành cho chúng ta. Đây là một chiếc túi màu hồng. Bên ngoài á còn có một cái đường, đó là đường điểm nhấn, nên là một cái đường mà dây thắt đó các em. Bên ngoài còn có ký hiệu tên là Juno nữa nè. Đó, đây là một cái dạng mà túi là phối theo cái kiểu mà dây nút. Có thể là chúng ta có thể là mở ra và hạ đường dây xuống được, hoặc là thắt lên nếu như là dây nó quá dài hoặc quá ngắn. Thường á chị Linh Nhi mang cái túi này thì chị Linh Nhi đeo chéo hoặc là ra một bên. Chị hay kẹp, cái đặc điểm của chị là chị hay kẹp một cái kẹp ở đây nè các em. Khi mà chị Linh Nhi nóng quá có thể là lấy cái kẹp này ra và kẹp hẳn tóc lên như thế này luôn. Như vậy nó sẽ mát hơn, rất là tiện lợi. Đó, chị hay có kiểu như thế này nè. Bạn nào có cái sở thích giống chị Linh Nhi thì hiển danh giống chị Linh Nhi nha. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau và khám phá bên trong xem là trong cái túi này chị Linh Nhi hay đựng những cái vật dụng gì nhé. Chị thường á chị thích những cái túi nào mà nó bự bự xíu, tại vì túi nhỏ quá thì chị Linh không thể nào mà đựng được hết đồ, chứ đựng được một cái điện thoại hoặc một cái son hay là đã chật túi rồi, nên chị không có những cái túi nhỏ. Chị thích những cái túi nào mà vừa vừa phải ra là rộng, tương tự như thế này nè các em. Và đặc biệt rất thích màu hồng. Đó, mở ra thì các em thấy rồi đó. Đây, đồ chị thể gần như là full luôn rồi đó. Ở đây thì chị Linh Nhi hay đựng một cái điện thoại. Cái điện thoại này chị Linh Nhi rất là hay dùng, điện thoại 6S. Chị Linh Nhi không có giàu đến nỗi mà xài iPhone X như là anh Xu Hào, anh Công Nguyên quảng cáo đó các em ạ. Chị chỉ xài cái đơn giản như 6S bình thường như mọi người thôi, không có gì mà gọi là quá cao siêu, là quá sang trọng cả. Có bạn nào nghĩ là trong túi chị Linh Nhi có tiền trong đó một vài trăm triệu? Không có đâu các em, thì cũng rất là bình thường như các em vậy thôi. Cũng có tiền nhưng mà không gọi là quá nhiều, tiền trăm, tiền triệu không có, chỉ có một vài trăm ngàn thôi là cùng với các em ạ. Đây này, các em không cần phải nghĩ mà sâu xa quá nha. Đây một cái ví. Cái ví này chị Linh Nhi rất hay sử dụng. Chị Linh Nhi đã mua cái ví này lâu lắm rồi. Các em có thể nhìn thấy là nó sờn vai và nó xúc chị, nó bong da luôn rồi. Mà cái ví này là chị Linh Nhi mua cái ví hàng sale nha. Chỉ có 50 ngàn một cái thôi. Kiểu như là mạ mày mại da cá sấu đó các em. Nhưng mà chị cực kỳ thích chiếc ví này. Chị cảm thấy là phong thủy nó rất là tốt. Tại vì khi mà chị sử dụng cái ví này chị cảm thấy chị rất là may mắn rất là nhiều thứ luôn. Mà xong rồi chị cũng mua một vài cái ví nữa. Chị xài chị cảm thấy là nó, bởi vì nó không có suôn sẻ bằng, thế là chị cũng quay lại xài cái ví này. Nó rất là tiện, tại vì nó rất là nhiều ngăn. Ở đây thì chị Linh Nhi để thẻ ATM. Thẻ ATM chị Linh Nhi có 4 cái thẻ ATM. Một đó là Vietcombank, hai là Agribank, thứ ba là ACB, thứ tư là Đông Á. 4 cái thẻ đó. Và đây luôn, chị Linh Nhi khoe luôn, đây là có một cái phong hoa lì xì. Phong hoa lì xì là một người rất là quan trọng của chị. Tết này đã lì xì cho chị mà chị chưa có mở ra, chị để nó luôn, chị không có xài. Một người rất là quan trọng đối với chị Linh Nhi. Rồi khám phá bên trong. Đó, bên trong của chị Nhi nè. Mình xem giấy tờ trước đi nha. Ngăn này thì chị Linh Nhi để tờ 2 đô, một tờ 50.000. Đây là hai cái tờ, mà tờ là tờ may mắn, tại vì số đuôi của nó là cái số 3979, tức là thần tài. Rất xoa đồ. Một cái đồ mà mở sim điện thoại các em. Chị Linh Nhi để vào đó. Rồi. Ôi trời.
mày là một cái hóa đơn mua hàng mà không tính tới. Ừ, rất là nhiều thứ lên tay lên tin mà trước giờ chị Linh chưa có sợ cái ví ra nữa. Một cái tờ mà cái tờ 200 đồng này là cái chữ ký của chị Linh Nhi và bạn chị Linh Nhi. Một người bạn đặc biệt cũng là người mà lì xì chị Linh Nhi. Đó, một cái tờ 2000 là của ông chị cho, ông mà ông chị mất rồi. Có một cái tờ này rất là vui nè, chị Linh Nhi cho các em xem nè. Trời ơi, sao mà ba dí vậy ta? Ê, trời ơi. Đây, một cái tờ. Em thấy ghê chưa? Tiền. Tiền mà vẽ hình Bác Hồ 1000 đồng. Cái này là chị Linh giữ rất là lâu lâu rồi. Từ mà cái thời mà chị học cấp 2 cho đến bây giờ là bạn chị vẽ. Mà cái thời mà ngày cuối cùng của năm học đó đó là tặng chị, xong rồi chị giữ tới bây giờ luôn. Còn ghi chữ và tiền thật mua được mới ghê chứ. Rất là lâu, chắc cũng khoảng 10 năm rồi đó các em ạ. Rất là lâu luôn nè. Rồi ở đây thì có một số cái như là giấy bảo hiểm xã hội, rồi bảo hiểm y tế, rồi giấy chứng nhận đăng kiểm ô tô, xe máy, bậy bạ không ạ. Mô tô mà chị không có mô tô, phải xe máy mà chị đặt ra thành ô tô, chuyển ô tô nha các em nhé, chỉ có xe máy thôi. Rồi giấy bảo hiểm bắt buộc đó, giấy bảo hiểm bắt buộc. Rồi đây là một tờ mà gọi là tờ vé số đầu tiên mà chị Linh Nhi trúng được. Đó chính là giải 8, trị giá 100.000 đồng. Chị Linh Nhi quyết định là không có đổi cái tỷ số ra, chị đem đi úp ép nhựa luôn các em ạ. Tờ vé số ép nhựa, không có xài. Số rất là đẹp, 1993 mà chị Linh Nhi trúng được. Rồi, giấy phép đăng kiểm lái xe là chị Linh Nhi được phép mà lưu hành xe nha các em. Và bây giờ chúng ta sẽ đến ngăn tiền xem là trong quý hiện tại chị Linh Nhi có bao nhiêu tiền nha các em nhé. Mình không tính cái tờ mà 2 đô có cái tờ 50.000 khi nãy nha, tại vì cái tờ đó là chị Nhi không có xài rồi. Đây là tiền của chị Linh Nhi. Không có giàu đâu các em, chị Linh Nhi nghèo lắm. Nghèo lắm. Nè, ở đây chỉ có 5.000 nè. 20, 50, chị đếm thôi luôn đi. 200, 300, 400, 500, 500. Chị Linh Nhi có 2 triệu, 2 triệu 50 ngàn các em ạ. 2 triệu và 50 ngàn, chị Linh Nhi không có giàu. Chỉ có 2 triệu và 50 ngàn thôi, chị Linh Nhi phải sống 2 triệu 50 ngàn cho đến hết tháng đó các em ạ. Không có giàu có như các em suy nghĩ đâu. Chỉ có anh Xu Hào với anh Tung Nguyên mới giàu thôi. Rồi, cái tiếp thì trong ví chị Linh Nhi có gì đây? Có một đống thứ lộn xa lộn xộn luôn. Đầu tiên á, chị móc ra coi là lục thủy đề cô gen. Đây là cái thuốc mà chị hắt hơi sổ mũi. Chị Linh Nhi có đặc điểm là chị hay ra ngoài đường á, rồi khói bụi này kia là về là cứ ngứa mũi rồi cứ hắt xì liên tục thôi. Ngứa mũi hắt xì liên tục một ngày đó mình không thể nào mà làm gì nữa, chỉ có nằm một chỗ mà cảm giác rất là mệt mỏi. Lúc nào chị trong túi chị cũng phải có cái bỉ này. Mệt một cái là có thể đem móc ra khỏi luôn. Và một cái khẩu trang y tế, một cái khẩu trang này đi đâu thì mình có thể là lo trong cái túi mình ra rồi mình bịt đi ra đường đỡ khỏi phải nắng lo hoặc bụi bặm. Đó, phải đeo em. Cái tiếp đó chính là những cái đồ mà dùng cho con gái, đó chính là một cái chai mà kem gót mền, gót mền này chị Linh Nhi vẫn còn để giá luôn là 155.000 một chai. Đó. Rồi kem này là kem lót 145.000. Một cái son mà chị Linh Nhi cực kỳ thích luôn. Cái màu mà chị đang đánh thì là thuộc dạng cái son này các em. Tại vì trước giờ chị Linh Nhi chỉ xài 1-2 cái son thôi, chứ không phải là nhiều quá như các bạn mà tưởng tượng trên Facebook. Hoặc là các em có tưởng tượng có xem như con gái rất là nhiều son. Một hai ứng xong rồi đánh với người. Có một video mà chị Linh Nhi xem được đó là các bạn đó rất là nhiều son. Tầm cỡ mà 30-40 cái son luôn các em ạ. À, rất là nhiều, nhưng mà riêng chị Linh Nhi xài 1 hoặc là 2 cái thôi. Một là son sáp, 2 là son son kem, 2 cây thôi, không cần phải quá nhiều. Đây là cây son sáp. Đó, nói nè, son kem thì chị thích xài cái loại này Velvet. Cái loại này nè, cái này là cái màu gì sao? Cái màu gì đâu? À, màu không bốn các em ạ, Velvet màu không bốn. Cái màu này rất là dễ thương, chị cực kỳ thích luôn. Rồi, một hộp phấn này thì chị Linh Nhi đã bóc giá rồi, chị không nhớ là mua giá bao nhiêu nữa. Một hộp phấn.
môi chị hay bị khô á, nó nứt ra xong rồi chị cứ ngồi bóp 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 bóp, nhiều khi nó bị chảy máu luôn á. Cái này là chị Linh Nhi đã quyết định là mua một cái cây, một cái tiết mà xong dưỡng cây dưỡng ẩm cho nó đừng có bị bong lên nữa. Về một chai nước hoa, chị Linh Nhi cực kỳ thích cái loại này đó các em. Cái chai nó rất là dễ thương, cute và đáng yêu nè, một cái màu mà xanh lá rất là dễ thương. Cây này chị Linh Nhi mua với giá là 40.000 một chai thôi, mà nó tính tận mà 20 ml đó. Chỉ có 40.000 một chai thôi mà trời ơi, vì nó cái mùi đó, nó rất là không phải là gọi là thơm mà gắt gỏng, mà là cái mùi này chính là phân phẩm. Cái mùi nó rất là nhẹ nhàng, chị cực kỳ yêu cái mùi này luôn á. Tại vì chị có sở thích là chị không thích, mặc dù chị không có hay dùng nước hoa, nhưng mà khi bữa đó chị không biết sao chị vô tình chị bắt thử chai này, thì cảm thấy là cái mùi này nó rất là thơm, mà cái mùi nó rất là dịu nhẹ, nên chị quyết định là chị mua chai này. Và chị đã xài luôn nó một phút rồi các em. Rồi tiếp theo là một hộp bánh. Hộp bánh này là hộp bánh đậu xanh. Chị hay ăn tật, mà đây là cái loại bánh mà chị đang thích tật ăn, bánh đậu xanh mà nó cứ tự viên các em. Chắc các bạn em mà trên trường cũng có, cái này trên trường căng tin cũng có bán, bán mà học lẻ đó, kiểu như vậy là đó, mở ra ăn thì cảm thấy ăn rất là ngon. Mỗi lần ăn xong cái viên này xong rồi uống nước là cảm thấy là lấy lại tinh thần liền. Chắc có lẽ là đường nhiều quá nên là nó nạp năng lượng nhanh. Rồi nói đến nạp năng lượng nhanh thì không thể nào mà thiếu một cây kẹo mút chích ba chích. Vừa rẻ vừa ngon, chỉ có 1.000 đồng một cây thôi các em. Trời ơi, riết gì giống quảng cáo kẹo bánh kẹo ghê luôn á. Tiếp theo chính là thuốc nhỏ mắt. Đây là thuốc nhỏ mắt là lúc nào trong ba lô chị cũng phải có. Có thể là mình mỏi mắt thì chị nhỏ Virocon, khi nào mà bụi vô mắt thì chị nhỏ Natri Chloride 0.9%. Thường thì á, mắt chị á, nếu mà bị mỏi á, chị nhỏ cái chai này vô là cảm thấy là nó cảm giác là mát mát, nó sẽ đỡ mỏi mắt hơn. Còn cái chai mà Natri Chloride á, khi mà bụi vô thì nhỏ nhiều hay là 5-6 giọt, 7-8 giọt cũng được, nhỏ cho khi nào mà bụi cho nó trào ra khỏi mắt, nó tràn ra ngoài luôn cũng được nữa. Mình không phải là giống như cái chai này mình nhỏ phải 1-2 lần rồi thôi, còn cái này là mình nhỏ nhiều lần cũng được các em nha. Nhỏ khi nào mà bụi nó trào ra khỏi mắt thì thôi, nên là lúc này chúng tôi cũng mang theo hai chai này hết để bảo vệ mắt của mình. Đây là một tiếp theo chính là một cây lược và một cây bút. Cây lược này thì cảm thấy rất là nhỏ gọn, có thể là đem vô túi, có thể là đi đâu chải tóc được, có thể đi xem phim xong rồi mình đi vô nhà vệ sinh mình chải chút lại đầu tóc cho nó gọn gàng sẽ. Cái bút này thì nếu như trên đường có cần mà ghi chú hay là có vấn đề gì đó thì chị Linh có thể lấy ra, tại vì chị Linh thấy trên đường có nhiều người muốn ghi lại thông tin nãy kia mà không có cái gì mà để lưu trữ thì chứ không phải viết lên tay cũng được nè, hoặc là viết trong một lên mảnh giấy nào cũng được thì rất là tiện lợi luôn các em ạ. Không thể thiếu, đây là những cái vật dụng không thể thiếu gì đương nhiên được. Ây da, tiếp theo là hết rồi các em ạ. Chỉ có bên trong đây là chị Linh Nhi để cái thun cột tóc rồi khi nắng nâu nực nọ thì có thể là lấy ra và cột lên. Thằng này chị để xuống cột tóc rồi thun chuối gì đó các em. Đây trong đầu này còn có chứa giảm phẩm của Juno, là một cái màn trong đây. Còn cái bên trong giỏ sách này có in nổi lên là Juno. À còn cái ngăn này nữa. Ồ, ngăn này nữa là hết rồi các em. Đây là cái gì? Đây là một cái thẻ của khách sạn Mường Thanh Hotel ở dưới Phan Thiết. Đây là năm ngoái chị đi, số phòng là 508. Lúc đó là sinh nhật của chị, xong rồi chị tổ chức cùng với anh chị trong gia đình chơi, đi chơi đi nghỉ mát 1-2 ngày ở dưới Phan Thiết. Chị không còn giữ cái số phòng này, đó là lần đầu tiên mà chị Linh Nhi được ở một cái khách sạn mà sang trọng mà 4 sao như vậy, mà được bao đó các em, được phi một cái thứ luôn, rất là đã. Và cái này là cái gì, cái này là cái gì mà có hình con trai? Đây là cái miếng mà miếng hút mụn cá. Chị Linh Nhi mang theo 2 cái để ai mà có lúc mà chị Linh Nhi lột thì có ai xin thì chị cho luôn cái miếng còn lại. Tại sao vì chị Linh Nhi không mua cái nữ mà mua cái của nam, tại vì bữa đó cửa tiệm không có bán đồ của nữ, chỉ có bán đồ của nam thôi, nên là mua luôn kệ nó, nam nữ gì xài cũng được hết, miễn sao hút mụn tốt là được. Chị Linh Nhi mua hàng dễ lắm em. Và đây tờ cuối cùng, đây là tờ mà chị Linh Nhi đi sửa chữa cái sợi dây chuyền của chị đã bị đứt rồi, nên là chị Linh Nhi bảo hành thế thôi, không có gì hết. Rồi hết rồi các em ơi, bây giờ trong túi chị không còn một cái gì nữa hết, hết trơn hết trời rồi đó. À, trong túi chị bây giờ là chỉ có
những cái món đồ như vậy thì rất là đơn giản, không có tiền mà tiền triệu hoặc là vàng vòng rồi iPhone X như các em tưởng tượng đâu. Chị Linh Nhi cũng giống như các bạn, cũng giống như các em mọi người bình thường thôi. Ok, đến đây video của chị Linh Nhi cũng đã kết thúc rồi. Nếu các em thích video này của chị thì hãy cho chị một like và đừng quên nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng chuông để